con đã phải mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo. Một người mẹ trẻ phải gồng gánh, lo cho con, phải chịu rất là nhiều đau khổ khi con trai của mình lại mắc một căn bệnh như vậy. Và hôm nay mình đang có mặt tại xã Nhân Ninh, thuộc huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để chia sẻ đến cả nhà trường hợp của bé Nhận. Năm nay chỉ mới 2 tuổi thôi và bé đang mắc một căn bệnh gọi là não úng thủy. Thì gia đình của bé Như Ý đây rất là khó khăn. Tuổi đời em còn rất là khá trẻ và em có hai bé, một bé là bé lớn và cũng hôm nay là cũng đang bị sốt luôn. Và chồng em phải đi làm xa, làm công ty ở Sài Gòn để kiếm tiền về lo cho hai mẹ con. Trước tiên em chào em gái ha. Dạ. Em có thể là chia sẻ cho quý khán giả biết rõ về cái hoàn cảnh của mình như thế nào được không? Dạ, hoàn cảnh của em thì khó khăn. Rồi chồng em là đi làm ở thành phố. Dạ. Cho anh hỏi là bé này là năm nay là được bao nhiêu tháng rồi? Dạ, gần được 22 tháng. Dạ, bé gần được 2 tuổi rồi. Như vậy thì bé mang bệnh từ khi nào em? Dạ, mang bệnh từ trong bụng mẹ. Là lúc sinh ra là bé đã bị rồi? Dạ. Là cấp là đã sinh ra là đầu của con đây là nó còn dạ, bình thường sinh ra thì nó có khóc. Rồi gần một tháng với bác sĩ trong bệnh viện thì phát hiện bệnh của bé. Cấp đó là em khám bé ở bệnh viện nào? Dạ, hồi sinh ra thì nằm trong bệnh viện Nhi Đồng 2 suốt. Là từ lúc mà bé bệnh á, là bé nằm ở bệnh viện Nhi Đồng hả em? Dạ. Là bé nằm điều trị lâu không? Dạ, lâu. Là khoảng bao lâu em? Dạ, khoảng năm mấy. Một năm mấy? Dạ. Trong cái khoảng thời gian đó là ai nuôi bé? Dạ, em nuôi bé.